Chào mừng các bạn đến với laptopstyleshop.com. Tôi là Đăng Thi. Hôm nay chúng ta gặp nhau vào một cái đầu tháng 8, rất là vinh dự có mặt tại đây để cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop đặc biệt và hiếm có của dòng Panasonic. Nếu như những ai đam mê dòng Panasonic, dân kỹ thuật hay là chơi đồ độc, đồ lạ, siêu bền, chống nước, thì dòng Panasonic CF là một trong những mẫu rất được giới chuyên gia săn và yêu thích. Chúng ta sẽ gặp một chiếc máy CF S10 để xem những tính năng nào vượt trội cũng như là mẫu mã như thế nào mà tại sao rất là nhiều dân chơi, dân kỹ thuật yêu thích mẫu máy này. Mời các bạn cùng tôi. Trước mặt chúng ta là chiếc Panasonic CF S10. Mẫu mã không thay đổi, mẫu mã nhiều, luôn luôn tạo ra những cái mẫu nhìn là biết ngay nó là một cái mẫu không giống bất kỳ ai. Tại sao chiếc máy tính này được rất là nhiều dân kỹ thuật đam mê đến như vậy? Đầu tiên chúng ta thấy là máy này có thiết kế cái mặt ngoài với những đường cái sọc để làm gì? Toàn bộ mặt máy này được thiết kế bằng vỏ carbon, một chất liệu siêu nhẹ dành cho máy bay. Hãng đã sử dụng mẫu máy này, chất liệu đấy để làm cho máy nhẹ nhất có thể. Nhưng những đường này sẽ bảo vệ cho máy chống va đập cực kỳ tốt. Dù chúng ta cảm nhận nó không có được quá cứng, nhưng mà thực tế toàn bộ khung này được là khung thép được bảo vệ trên và dưới. Với thiết kế chỉ 12 inch, mẫu máy này nhỏ gọn. Thật sự là mẫu máy này khi hãng Panasonic tạo ra, nó không phải dành cho dân bình thường, dân phòng. Thực tế mẫu máy này được tạo ra mang đi công trường, đến các khu rừng quay phim hay là các cái chương trình làm phim, kỹ xảo hay là công những cái ai làm kỹ thuật về chuyên môn như là kỹ sư, hôm nay máy đến công trường nhiều để đảm bảo, hay là ở trong môi trường nước đó, nó hợp lý hơn là chúng ta để ở văn phòng. Nó không đẹp về mặt thẩm mỹ so với những mẫu máy thời trang, nhưng ngược lại những tính năng của nó vô cùng độc đáo. Mẫu máy này hiện tại là Panasonic CF S10 này có cấu hình như thế này, màn hình 12 inch, Core i5. Chúng ta cùng xem kỹ cấu hình chút xíu ha. Dù máy nhỏ 12 inch thôi nhưng máy vẫn có đủ một ổ đĩa DVD rất là lạ đó. Chúng ta bỏ đĩa vào sử dụng vô đang nghe. Trước đây là ổ đĩa rất cần thiết, nhưng ngày nay thì việc sử dụng USB nhiều, download các phần mềm dễ dàng hơn, chúng ta cũng chẳng cần cái ổ đĩa DVD. Nhưng mà nói rằng máy đã hay là đưa một cái ổ đĩa bên trong bàn phím luôn, rất là ngộ nghĩnh. Các bạn ở Hà Nội rất là yêu thích mẫu máy này vì nó có tính chất độc đáo. Với cấu hình hiện tại trong máy là Core i5-2540M. Wow, chip sử dụng M chứ không sử dụng chip U như những dòng 12 inch khác. Máy có công suất hoạt động rất là tốt, 2GB 6 đến 3GB mấy vẫn được. Trong máy hiện tại đang sử dụng RAM 4GB, chúng ta có thể nâng cấp RAM lên 8GB đều được. Với màn hình HD Graphics 1GB gần 2GB, máy đáp ứng được tốt các cái yêu cầu cơ bản cũng như văn phòng. Máy chúng ta có thể sử dụng Windows 7 được hoặc Windows 10 cũng được. Điểm tôi thích nhất ở máy này, đây là một loại bàn phím rất đặc biệt. Chúng ta thấy bàn phím tuy đơn giản nhưng nếu như chúng ta lỡ nước mà có rơi vào thì nước vẫn róc ra được. Nhưng chúng tôi khuyến cáo không nên thử nghiệm điều này, chúng tôi không bảo hành vấn đề này nhé. Đây là hãng thông báo là có chức năng róc nước được, chúng ta cũng thận trọng, đây là tốt thôi nhưng mà biết vậy được rồi. Rồi, mặt trước của máy thì gồm các cái thông số, như đây là một cái công tắc gặt mở nguồn, nó cũng khác biệt so với những các dòng bình thường là nhấn nút chúng ta phải gặt một cái. Đây là các cái đèn báo pin, báo nguồn, đèn báo gặt công tích, công tắc gặt wireless nè. Rồi hai mic, một mic và một headphone. Đây là công tắc gặt để lấy ổ đĩa như tôi đã mở cho các bạn. Ổ đĩa ra ha, rất là lạ thường. Phía trên một cái touchpad cũng ngộ nghĩnh chẳng giống ai, hình tròn, hai nút, đây là nút cũng chúng ta touchpad nằm ở đây, và nó đang cực kỳ lạ. Mặt hông trái hai cổng USB, một cổng HDMI, một sạc LAN phone. Mặt hông trái phải thì gồm có thêm một cái đốc gạt SD, đuôi sub mega và thêm một cổng USB tầm cao. Mặt sau của máy thì
truyền thống dòng Panasonic tạo ra một cái máy nhìn là biết ngay nó không giống ai cả, nó rất là kỹ thuật. Máy nó cũng hơi to về độ dày so với những máy ngày nay, nhưng đặc điểm hay là máy nó hơi rất là nhẹ, nên chúng ta sẽ cảm nhận nó rất thích khi chúng ta là một dân chơi, không có đụng hàng bất kỳ ai hết. Phải nói rằng là độc đáo và lạ. Pin có thể tháo rời được, đây là khe pin ha, chúng ta rút cục pin ra được. Điểm một trong những điểm tôi quên nói là dòng Panasonic số 1 về pin, pin cầm rất lâu, chúng ta xài rất là đã, trên 3-4 tiếng đồng hồ trơ trơ pin cầm rất là sướng, dù máy rất nhẹ. Nên đó là lý do những dân kỹ thuật luôn luôn thích săn cái máy này. Hiện tại sản phẩm này là một hàng sản phẩm sách tay từ Nhật Bản nguyên bản với đầy đủ máy và sạc theo máy, máy có hộp. Khi mua hàng tại Laptop Sakai, bạn sẽ được bảo hành chế độ 6 tháng phần cứng và 12 tháng phần bảo dưỡng. Trong chu kỳ bảo dưỡng, bạn sẽ được 2 lần miễn phí về bảo dưỡng tại hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi có một trung tâm bảo dưỡng đối diện shop, từ đó thì bạn sẽ được bảo dưỡng 2 lần miễn phí, giống như xe gắn máy. Chúng ta nên bảo dưỡng thường xuyên để cho máy chúng ta sẽ bền bỉ hơn. Cái vấn đề bảo dưỡng liên quan đến gì, lỗi hệ thống cũng như là vệ sinh những cái quạt hay là bàn phím, điều đó rất quan trọng cho máy để máy có thể bền bỉ và tốt hơn rất là nhiều nếu như chúng ta làm rẽ thường xuyên. Các bạn có thể đến trực tiếp tại shop để xem sản phẩm cũng như là mua online tại hai hotline là 0903344188 và 0908115124. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ vấn đề thắc mắc nào mà các bạn không yêu thích. Những mẫu máy này thông thường thì các công ty lớn rất là yêu thích, đặc biệt là những công ty như Hoàng Gia Lai, các kỹ sư thường xuyên chọn những mẫu máy này để họ thích mang ra máy ra công trường. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng chúng tôi thường xuyên mua những máy này. Ngoài ra, các khách hàng của chúng tôi ở Hà Nội, những công ty xây dựng cũng đã chọn những mẫu máy này rất là nhiều vì nó đáp ứng được rất là nhiều điều như tôi đã vừa kể. Ngoài mẫu máy này, chúng ta còn thêm rất là nhiều mẫu khác như là Panasonic S9, S10 hoặc là N9, N10. Nó khác biệt nhau tí xíu về cái mẫu mã, nhưng nó cũng trên những tính năng đấy đặc biệt và thích hợp ở công trường, ngoài trời. Chúng ta có thể thường xuyên xem những kênh Discovery hay National Graphic ở trên TV. Chúng ta thường thấy những cái máy này được các chuyên gia nước ngoài, họ thường hay quay phim ở những cái ở ngoài bờ hồ hay là những cái trong rừng là rất thường xuyên. Các bạn mời các bạn đến tại shop chúng tôi tại số 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10. Tại đây với hơn 200 mẫu laptop khác nhau từ tất cả các thương hiệu trên thế giới, hàng đầu như Dell, HP, Apple, MacBook Air, MacBook Pro cho đến các thương hiệu lạ như là Fujitsu, Panasonic, rất là nhiều mẫu. Hướng giá chỉ 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, bạn có thể chọn cho mình một chiếc laptop rất là bền bỉ, phù hợp với túi tiền. Thì chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi sử dụng của khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Laptop Sách Tài Shop chúng tôi. Khi bạn cần một laptop sang trọng và chuyên nghiệp, bạn có thể giải trí ở mọi nơi, tha hồ sáng tạo những không gian riêng của chính mình, chỉ từ 4 đến 8 triệu đồng. Chúng tôi là laptop.shop.com. Với hơn 200 mẫu laptop từ những thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới,